Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội vừa có quyết định đưa vụ án buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh mang nhãn mát Health 2000 Canada. Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại thành phố Hồ Chí Minh cùng các tỉnh thành phố khác và Cục Quản lý Dược Bộ Y tế ra xét xử. Phiên tòa dự kiến sẽ được khai mạc vào ngày 12 tháng 5. Theo quyết định đưa vụ án ra xét xử, hiện có gần 30 luật sư sẽ tham gia bảo chữa cho các bị cáo. Trong đó, bị cáo Trương Quốc Cường có 6 luật sư bảo chữa. Trong vụ án này, viện kiểm sát xác định bị can Trương Quốc Cường, khi đó là cục trưởng cục quản lý dược, phó chủ tịch thường trực được chủ tịch ủy quyền điều hành hội đồng xét duyệt thuốc đã thực hiện không đúng, không đầy đủ trách nhiệm được sao. Bị can Cường đã thiếu giám sát, kiểm tra, kiểm soát hoạt động của nhóm chuyên gia thẩm định và bộ phận thường trực đăng ký thuốc, đồng ý xét duyệt cấp số đăng ký thuốc trong khi hồ sơ không đủ điều kiện cấp dẫn đến hậu quả 6 trên 7 loại thuốc giả nhãn mắc Health 2000 được nhập khẩu và tiêu thụ tại Việt Nam với trị giá hơn 148 tỷ đồng. Mặc dù nhận được nhiều thông tin về thuốc Health 2000 Canada là không rõ nguồn gốc xuất xứ, nhưng bị can Trương Quốc Cường không chỉ đạo đình chỉ lưu hành, thu hồi tiêu hủy thuốc, dẫn đến hậu quả các cơ sở y tế trong nước tiếp tục sử dụng các loại thuốc giả nhãn mắc Health 2000 Canada không rõ nguồn gốc xuất xứ để điều trị cho người bệnh, tổng trị giá hơn 3,7 tỷ đồng.